Minh Đức K17 sư đoàn 3. Tháng 5 có câu, tháng 5 chưa nằm đã sáng. Chưa nằm đã sáng thì có nghĩa là sẽ ngủ không đủ giấc. Mà ngủ không đủ giấc thì sẽ gây đau đầu. Cho nên hôm nay tôi muốn lan tỏa sự đau đầu này đến các bạn qua câu chuyện sau đây. Buổi sáng hôm đó là ngày tôi phải nộp hồ sơ cho sếp. Tôi ôm chồng hồ sơ đứng trước cửa phòng sếp, gõ cửa cọc 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 một sự im lặng bao trùm có lẽ tôi nên thử gõ lại ở tần số cao hơn cốc 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 ngờ đâu sự im lặng cũng càng cao hơn tôi mới đánh bạo mở cửa bước vào một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vì tôi bước vào ngay dưới cái máy lạnh trước mặt tôi là sếp đang ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình Tay vẫn âm chồng hồ sơ Tôi đánh bạo hỏi sếp Sếp Để đâu đây Chỉ có âm thanh máy lạnh chạy rè rè Tôi thấy ớn lạnh hơn Không lẽ sếp đã âm thầm hạ nhiệt độ máy lạnh Trong lòng tôi lúc đó Bỗng nhưng có nhạc Người đừng lặng im đến thế Vì lặng im sẽ giết chết con tim Chìm đắm trong âm nhạc Tôi định quay lưng bước ra ngoài Thì nghe một giọng nói như đến từ hư vô Để đại đâu đó đi đứt Tôi ngỡ ngàng Đây là công ty hay là dòng đối đầu của rap Việt Câu rap của tôi có 3 chữ đờ Còn câu rap của sếp có tới 6 chữ đờ Đầu tiên tôi nghĩ ý sếp đơn giản là Để đại đâu đó đi Đức Nhưng nghĩ lại biết đâu ý sếp là Để đại đâu đó đi Đức Mà đi Đức là đi luôn Thật là đau đầu Có lẽ tối nay tôi sẽ mất ngủ Giờ tôi mới hiểu câu tháng năm chưa nằm đã sáng là do đau đầu.